Chipu tự đăng ảnh dìm hàng vì ai cũng khen tin si tình toàn mỹ nhân. Có lẽ nghe khen đẹp nhiều quá nên Chipu cũng cảm thấy ngại chăng. Nói không hoa khi tiết mục si tình của team Ella, Trường Gia Nghê, Ngô Thiến, Chipu là màn trình diễn gây bão mạng xã hội, nhất nhì ở vòng công diễn 1 của Đạp Gió 2023. Đây cũng chính là phần thi nhận được nhiều phiếu bầu nhất và giúp cả 4 thành viên lọt thẳng vào vòng trong. Bên cạnh việc thể hiện một ca khúc có độ viral nhất định trên toàn thế giới như Si Tình thì nhan sắc 19-10 của 4 cô gái trong team cũng khiến cư dân mạng nói chuyện về nhiều. Nếu như Ella sở hữu về ngoài cá tính, Ngô Thiến là nữ thần thanh xuân một thời, thì cả Trương Gia Nghê lẫn Chipu đều được đánh giá là hai mỹ nhân đẹp bậc nhất mùa 4 Đạp Gió. Có lẽ vì nhận quá nhiều lời khen ngợi về nhan sắc của cả 4 thành viên nên đích thân Chipu đã tự đăng hình dìm hàng. Hội chị em lên trang cá nhân cùng dòng chú thích đầy hóm hình, nghe khán giả khen tim toàn mỹ nhân. Chắc người ta nghe khen đẹp nhiều quá cũng ngại chăng?